phản ứng của các tuyển thủ về kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2026. Đây là bảng đấu chơi được, nhưng hãy cẩn thận với các đối thủ tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Chúng ta thay đổi và họ cũng thay đổi, trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ. Theo kết quả bốc thăm chiều nay ngày 27 tháng 7, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á gồm Iraq, Philippines và đội thắng trong cặp đấu giữa tuyển Indonesia và Brunei vòng loại thứ nhất. Do Brunei quá yếu nên nhiều khả năng Indonesia sẽ vượt qua vòng loại thứ nhất. Nếu như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ đụng độ với Iraq, Philippines và Indonesia. Nếu Philippines và Indonesia đã nhẵn mặt, thì Iraq thực sự là một thử thách rất lớn. Gần đây nhất, chúng ta từng hai lần đối đầu với đại diện Tây Á, với kết quả một hòa và một thua tại vòng loại thứ hai. World Cup 2018. Dẫu vậy, việc rơi vào bảng đấu cùng hai đội Đông Nam Á khác được xem là một thuận lợi với thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussi. Đánh giá về bảng đấu này, trung vệ Bùi Tiến Dũng bày tỏ sự thận trọng, ai cũng nghĩ bảng đấu này mềm, nhìn qua là vậy vì các đối thủ chơi được. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cần phải thận trọng bởi các đối thủ đều có những tham vọng và tiến bộ. Rõ ràng Iraq rất mạnh. Indonesia, nếu vượt qua vòng loại, như đã biết, chúng ta có kết quả tốt trước họ trong thời gian gần đây nhưng đều rất chật vật. Còn Philippines cũng không vừa đâu. Tiền đạo Phan Văn Đức bày tỏ sự lạc quan khi Việt Nam rơi vào bảng đấu có các đại diện Đông Nam Á. Anh nói, Iraq luôn là đội bóng hàng đầu châu Á, họ là ứng viên số 1. Các đối thủ còn lại, tôi nghĩ chúng ta có nhiều cơ hội để cạnh tranh với họ. Nói tóm lại, bảng này dễ thở, nhưng cũng phải cố gắng những gì tốt nhất để hy vọng. Bình luận về bảng đấu này. Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong cho biết, tôi nghĩ không còn bảng đấu nào nhẹ hơn với Việt Nam nữa rồi. Chúng ta có nhiều cơ hội đi tiếp, nhưng cần phải cẩn trọng. Iraq chắc chắn là ứng viên số 1 ở bảng này. Kế đến là tôi nghĩ Indonesia. Xét về thành tích mấy năm qua, họ dưới màu Việt Nam nhưng sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ, sự đầu tư gần đây, họ sẽ là đối trọng của chúng ta. Với Philippines, tôi không đánh giá cao đội bóng này. Họ dường như đã chững lại,